Lộc và Thủy Linh xin chào quý vị. Chúng ta lại đến với một chương trình có thể nói có 102 trên truyền hình thưa quý vị. Đó là Mẹ Chồng Nàng Dâu. Ở trong chương trình chúng tôi luôn luôn chia sẻ và làm cầu nối rất hiệu quả cho mẹ chồng nàng dâu. Đâu đó vẫn còn những mâu thuẫn, những khúc mắc chúng ta sẽ giải tỏa trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mẹ chồng nàng dâu đầu tiên, xin mời quý vị. Mình nói thì nó hay lớn tiếng, như mình thì lúc trước không lớn nhưng mà sau này nó cũng hay lớn tiếng. Coi nào giận thì nó không mở cho cô vô nhà luôn không? Có trời ơi, có nữa. Xin chào cô. Dạ, dạ chào cô Quỳnh Linh. Chào cô ngồi ạ. Dạ chào cô. Rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến với chương trình chúng ta. Hôm nay mình sẽ trao đổi thoải mái để có những khúc mắc nào, để có những gì mà chúng ta cần phát huy để vun vén hạnh phúc cho gia đình. Mời cô giới thiệu về mình ạ. Dạ, tôi tên là Trần Thị Kim Loan, năm nay 64 tuổi, quê Đồng Tháp. Dạ, Đồng Tháp. Đây là con dâu Lê Thị Kim Hòa. Dạ. Em tên Lê Thị Kim Hòa, năm nay em 39 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Em làm dâu mẹ được 17 năm. Ồ, 17 năm. Hay quá. 17 năm, một con số rất ấn tượng. Cô ở Đồng Tháp là mình làm nghề gì cô? Dạ, lúc trước đi làm công ty, bây giờ nghỉ rồi. Ở nhà nội trợ tiếp với dâu. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai như thế nào? Có ấn tượng gì với mình hay không? Dạ, lần đầu tiên gặp thì thấy cũng vui vẻ, cũng trắng trẻo, cũng đẹp, cũng dễ thương. Nhưng lúc đó mới coi lén thôi chứ chưa. Coi lén là mình nứt coi hay là mình... Dạ. Cô có thể kể cho con nghe cái tình huống đó là như thế nào không cô? Dạ, tại vì nghe phong phanh gì thôi mà chưa, con trai chưa giới thiệu. Thì nữa lúc đó mới coi lén. Nghe người ta nói vậy đó hả? Dạ, sau này con trai nó mới dẫn về nhà. Có đám giỗ cũng đông lắm, cũng mấy bàn. Dạ, tới 7 người gì đó với hai cậu. Người con gái dạ. Có phục vụ chu đáo trong cái ngày giỗ dạ. Đâu. Về thì mấy gì đồ cũng thấy cũng dễ thương cũng được. Siêng năng giỏi vắng. Dạ. Làm xá hết. Xong đám rồi mấy gì ngủ hết là mình con dâu tương lai làm à. Trời, trời ơi. Quá trời luôn. Trời ơi. Ngày đầu gây ấn tượng ha. Dạ. chị có biết cái lần đầu mà mẹ chị xem lén chị không? Không. Không có biết hả? Bây giờ mới biết luôn hả? rồi cái lần đầu tiên mà hai mẹ con giáp mặt với nhau á, nó có ấn tượng gì với chị không? Chị thấy mẹ thì thấy mẹ khó nên thấy cũng sợ. Vậy hả? Mẹ khó lắm hả? Ừ, sao mà biết mẹ khó? Dạ, nhìn thấy mặt mẹ là biết mẹ khó rồi. Trời ơi. Sao mình thấy mặt đây mặt hiền quá vậy thương quá, sao khó? Em nhìn em thấy em biết chứ có phần em cũng nghe rồi đó. Nghe mà... người ta nói sao về mẹ chồng tương lai của mình? Mẹ nói chuyện hơi lớn tiếng chứ mẹ nói chuyện hơi nhiều á cho nên thấy thì mình thấy cũng sợ. Dạ, mình sợ nó có chừng đắt cái váy đó để vậy chị nói thôi. Dạ nó nói còn sợ nữa. Không chị bình tĩnh đi, bữa nay có anh đây không sao đâu ha. Em thấy cô rất là hiền, nó giờ con cười không mà dễ thương quá mà. Dạ. Thấy vậy chứ không phải vậy. À, dễ thương quá. Rồi sau đó về làm dâu thì cô có nhận ra con dâu của mình là coi như tam tòng tứ đức rồi á, làm việc giống như là ngày đầu tiên cô gặp không, hay là nhiều khi mấy cô á là mới đầu ra mắt mẹ chồng á làm dữ lắm luôn không về nhà làm dâu không làm gì hết. Có không cô? Dạ, lần đầu tiên về thì thấy cũng siêng năng giỏi vắng y như lần đầu trong mấy gì vậy. Rồi sau đó? Sau đó thì cũng vậy thôi chứ không có thay đổi gì, thấy cũng siêng vậy. Chúc mừng luôn. Dạ. Tưởng sau đó có cái gì thay đổi chứ. À cô ơi, những cái điểm gì mà cô với con dâu hợp nhau nhất? Thì cũng như là siêng năng, giỏi vắn, kỹ lưỡng. Mình cũng kỹ rồi, dâu cũng kỹ, thành tử hợp nhau dữ lắm. Nhau quá. Dạ. Dạ, quần áo thì cũng kỹ lưỡng, sạch sẽ mà đều tính mặc điên lát thôi. Nói để ngày mai chiều mặc nữa chưa kịp là đem đi giặt hết trơn. Bây giờ mặc rồi giấu mới được. Giấu là giặt hết trơn. Phải giấu nữa hả? Giấu là mình giặt để dâu hoài, giặt lại tội nghiệp. Ôi, thương mình giặt quá. Cái chồng cho con rồi đó. Trong nhà nói chuyện dâu con làm sao chứ, cô không có làm gì chứ. Cô không nấu cơm luôn. Toàn bộ dâu làm hết. Đi chợ nấu cơm luôn. Sẵn ăn à. Em ơi, em làm suốt như vậy, chuyện gì em cũng dành làm hết. Vậy có khi nào em buồn không? Dạ không, tại em thấy mẹ cũng lớn tuổi rồi. Thôi để cho mẹ nghỉ ngơi. Rồi em làm hết cho mẹ. Tại vì mẹ có một mình ông xã em hả? Hợp lắm, sạch sẽ, kỹ lưỡng thì cũng hợp luôn. Kỹ lưỡng thì quá hay, vậy là hay quá rồi. Quá hợp. Nhưng có những điều gì mà
cô chưa hợp với con dâu không? Thì cũng như nhiều khi nó làm gì đó thì mình nói thì nó hay lớn tiếng với mình. Dạ. Thì lúc trước không lớn nhưng mà sau này nó cũng hay lớn tiếng thì mình hơi phiền. Lúc đầu không lớn thấy chưa? Cũng hay hơn lúc đầu đâu có dám lớn. Ủa? Phải không lúc chị? Lúc sau mới lớn hả? Dạ, lúc sau nó hơi lớn tiếng. Là sao cô? Cái sự việc nó như thế nào cô? Có hồi nào giận rồi nó không mở cửa cho cô vô nhà luôn không? Có. Trời ơi. Có luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ủa sao vậy cô? Nhốt cô ngoài á. Trời ơi quá trời luôn. Trời ví dụ chơi mà có thiệt ta. Trời ơi. Trời sao cô? Tại vì cũng như cô ra giường cô ôm củi, cái cô vô sao đóng cửa mất mũi trần. Cô mới la cô kêu. Cái nó chạy ra là dụ la mẹ. Nó mẹ làm gì dữ vậy? Đó. Ủa chị làm sao mình cố tình mình khóa cửa lại hay là quên? Tại vì mẹ cũng đi chặt củi rồi em. Ở sau đó rồi sợ chị với ba cũng đi ra ngoài sau lo củi ngoài sau giường á. Cho nên mất xe không ra đấy chú. Mình sợ mình mới đóng cửa lại. Nhưng mà em khép cửa nhưng mà mẹ không biết ý mẹ mở mẹ kêu mà em không nghe mà hồi mẹ kêu nghe. Cái mà vô mẹ la quá trời cái em nói mẹ không thẳng mẹ làm gì dữ ạ. Con mở cho mẹ làm gì dữ mẹ la dữ ạ. Như vậy là con dâu kỹ chứ không phải nó nhốt mẹ chồng. Hay là hiểu lầm. Dạ đúng rồi. Hiểu lầm bây giờ mới là mẹ chồng mới biết nè. Đó là hiểu lầm thôi. Dạ. Nhưng mà giận quá không thì từ từ đúng không? Dạ. Về làm dâu chị có hay mâu thuẫn với mẹ không? Có khi nào mẹ la chị không? Cũng có. Dễ gì không, 17 năm chắc có mà. Mà cái chuyện nào mà ấn tượng với chị nhất á? Ừ, có. Kỳ đó như nhỏ lớn mình nó lì á, cái mình đánh cái mẹ giận. Rồi cho nên thấy sao mà mẹ không nói chuyện tới. Cái mới nói với dì, nói dì ơi sao mà con đánh Quỳnh mà mẹ con không nói chuyện với con. Rồi cái bà dì mới vô, bà dì mới phân tích cho mẹ hiểu. Rồi cho nên sao lại hai mẹ con mới hòa hợp lại. Có một cái phần chút xíu vậy thôi. Thành ra đôi khi mình muốn dạy con mình á, nếu mà mẹ cũng hay giận cái đó thì em kéo ra góc nào đó hay là chờ mẹ đi đâu đó mình la nó, được không? Dạ, nóng quá cái mình dằn cái nóng không có được á, cho nên mình quýnh á mà mẹ không hiểu mẹ nói vậy. Tóm lại là hai người cũng không có vấn đề gì mâu thuẫn lớn đúng không? Để coi xem con một sẽ nói cái gì, xem có mâu thuẫn gì xảy ra không nhé. Mời mẹ chồng và nàng dâu. Mình còn ở nhà thì cũng có đám tiệc, cũng ông bà thì anh thì trong gia đình con trai một, Hương Quả cũng như là ở Hương Quả đi. Ví dụ mẹ thì lớn tuổi thì cũng nên xa giao với bạn bè, sớm liền chồng họ thì tới đông đúc. Còn vợ thì muốn làm cho nó gọn để rồi nó khỏe. Ví dụ đi làm về thì nó cũng hơi mệt. Như vậy đám tiệc đông quá thì mình dẹp dọn nó mệt. Bên mẹ thì xa giao, còn vợ thì cực quá thì cũng tội nghiệp cho vợ. Vợ anh thì không có dám nói, tại vì kẻ dâu phải làm tròn bổn phận của người dâu. Còn ví dụ mẹ thì xã giao thì không có biết cái hoàn cảnh của người dâu, nó cực khổ như thế nào. Anh đứng giữa thì tôi đứng giữa hai bên thì cũng khó xử. Nói ra thì lớn người mẹ thì mẹ giận, không nói thì vợ nó cực, mình cũng cực theo. Đó là những tâm sự của con trai. Cô thấy con trai mình nói vậy sao cô? Nói thì cũng đúng. Thì con này thì cực thiệt. Thì tôi cũng làm nhân toàn là bộ là đám tiệc là nó làm hết. Nó làm hết trơn, quán xiến làm hết, rửa ráy rồi đó. Tôi không có rớ gì trơn. Dạ. Hình thử tôi không có rớ trơn. Dạ. 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 Thấy mình thương con dâu không cô? Thương, cưng lắm. Dạ. Chị trong cái clip á em nghe anh chồng nói là chị rất là cực. Có bao giờ mà chị cực mà chị giấu và chị tủi trong lòng chị không? Cũng có chứ. Dạ. Cũng có khi mình cực quá rồi tự mình khóc một mình. Chị có thể chia sẻ với em tí xíu không? Như nhiều khi mình về mình làm một mình nó cực quá cho nên không có ai phụ mình nữa. Giờ con nó lì nữa. Giờ cho nên tự mình làm mình khóc luôn một mình. Lúc đó chị suy nghĩ như thế nào? Tại vì mình nghĩ là con một mà mình về mình làm dâu mà không ai phụ mình. Vậy cho một mình làm thấy cực khổ quá. Một mình đi làm về lớp nào về rồi phải cơm nước rồi chăm hai đứa con nữa. Giờ cho nên thấy như tự nhiên tủi rồi tự khóc một mình luôn. Có lúc nào đó chị tâm sự với mẹ không, những điều đó không? Dạ không, em sợ em không có nói với mẹ. Bây giờ 17 năm vẫn còn sợ như vậy hả? Dạ. Thấy chưa, cô thấy con dâu thấy nó thương ghê chưa? Thương lắm. Hồi nào giờ cô thương, thương biết là cực mà thương thì làm thì nó làm ra, nó dành làm hết trơn rồi. Thì cô không có làm được. Bên ngoài là thương hết trơn, mấy gì mấy cậu thương hết.
Bây giờ mình có cách nào giải quyết cho con mình bớt cực vậy không cô? Thì cô nhảy vô tiếp chưa kịp là nó làm hết rồi à. Đó, thành thử là hỉ tỷ cô ăn mà bỏ chén rồi nó ăn chưa rồi cô uống nước trở vô là vợ chồng lâu hết trơn rồi cô khỏi làm. Thôi cũng em thành thử là nói ngay ở nhà thì tôi sướng lắm, nó thật sướng lắm. Nhưng mà có đi cái đồ này kia. Dạ, có cái điểm gì mà cô chưa ưng ở con dâu của mình không? Cô thì nói ngay hoàn toàn là cô không có giận hờn, không có gì ưng, nó là vừa ý luôn. Không có gì mà cô chê được á. Có những gì mà cô thấy con dâu mình lo làm rồi nó không quan tâm tới mình không? Mình lớn tuổi rồi, trông cho dâu thì dù nó quan tâm nhiều khi mình ngủ nó hơi si cái cô nằm nướng đó. Dâu nó không có hỏi. Thành thử có chút xíu đó thôi chứ không có gì. Nằm nướng nó hỏi gì cô? Thì nướng của mình có còn sống mà chết. À đúng rồi. Đúng rồi đó. Tức là những người già đôi khi mà họ mệt hoặc là họ lên tăng xong hay gì đó dạ, họ nằm im đó thì lâu lâu kệ nó thấy mẹ ngủ lâu quá thì cũng khều khều cái mẹ ơi, mẹ mẹ ăn giờ muốn gì không để thử xem như thế nào. Cái này thường cô nói là đúng cô đó. Cô 5:30 cô thức mà có bữa cô quể quải quá đó chặt củi á, cái cô nằm tới 6 giờ mà cô rê mình chứ điều không đứa nào hết trơn. Thành thử ra cũng không phiền giận mà để bụng chút xíu thôi. Dạ đúng rồi, nó là cũng như là 90% là giỏi hết trơn, mấy gì là khen lắm. Thì thấy thương cô giàu quá phải nói dạ. Cực kia mẹ chồng nhưng mà có một chút xíu không quan tâm thôi. Dạ đúng rồi, nói làm cái lâu lâu thấy không thấy mẹ ở đâu cũng chạy vô thấy mẹ nằm trong buồng cũng hỏi làm sao dù khi lên ăn xong gì đúng không mệt đó nữa. Không thiệt, người lớn tuổi chú lên ăn xong hoài dù khi chú lên bất tử nằm im luôn ai hỏi chứ không buồn chứ bộ không ai hỏi rượu mình chết sao ta. Đúng rồi, mọi người ở trong nhà người ta không có nghĩ vậy, ta nghĩ là thôi mệt quá chắc để nằm im đi dạ. Đừng ai đụng đừng ai nói gì hết này. Ngủ ngon thôi để ngủ nữa, để ngủ ngon đúng. Nhiều khi ngủ luôn ngủ luôn còn... dạ. Chị còn chị á, chị có muốn là mẹ chồng mà phụ giúp công việc nhà với chị không? Cũng có muốn mẹ cũng giúp nhưng mà thấy mẹ mà lớn tuổi rồi đó cho nên mình làm được thôi, mình làm hết luôn. Anh nghĩ này là cái gì mà đôi khi á những người lớn tuổi họ cũng làm một vài điều gì đó cho nó khỏe thôi, ví dụ quét cái sân nhẹ nhàng vậy hay là có thể là úp mấy cái chén cái tô thì có việc để làm hả cô hả? Dạ. Cô thì chặt củi thôi rồi chứ quét sân thôi chặt củi cho nhỏ cô sức khỏe mình thì chặt nhỏ chặt lớn, lớn rồi để ông xã ông chặt. Ông xã lớn tuổi chứ cô? Hôm nay 67 tuổi. Vậy chuyện củi lớn để ông chặt cũng mệt lắm mà. Bây giờ chú cũng lớn tuổi rồi để... Nhưng mà có cái búa kinh đó là bữa nó dễ hơn chú Hường Linh. Nó cũng dễ. Búa kinh là gì? Cái búa bự đó mình bừa kinh ra nó cũng dễ, nó cũng không có nặng gì không. Búa kinh là sao ta? Chú không biết sao con biết. Búa kinh là nhìn nó kinh khủng lắm hả? Cái cán nó dài nè chú Linh. Cái lưỡi búa thì nó cũng hơi bự hơn cái búa thường của mình. Thành thử bữa xuống làm 3 làm 4 rồi mình chẻ lại nó nhẹ. Vấn đề là cầm cái búa nổi hay không thôi. Nổi. Hôm nay phải nói là cô với lại con gái đã nói ra những cái điều mà có thể là chưa giờ, hồi xưa giờ mình chưa nói với nhau nha. Thông qua câu chuyện này con nghĩ rằng là cô cũng có nhiều điều hiểu con dâu hơn. Yeah. Và con dâu cũng vậy, cũng nên chia sẻ với mẹ chồng nhiều hơn ha. À, cô ơi, cô từ Đồng Tháp lên đây tham gia chương trình, cô mong muốn điều gì? Mong là con dâu nó quan tâm vậy, thí dụ cô hơi trễ chút xíu nó hơi hỏi chút xíu vậy đó quan tâm vậy. Dạ. Đi ngủ rồi đi luôn thì sao? Nhưng mà nãy anh nhưng mà nãy anh chồng cũng nói là chị cực quá nên là có thể là mình nhiều việc đó cô, nên là chị không có để ý đến cái gì. Đúng rồi, bị gì nó cực quá nó về cái lo cho con đứa này đứa kia. Cô thì cô biết điều đó, biết đó, lo cho chồng lo con rồi công chuyện nhà quán xuyến hết trơn. Đúng rồi, cô hiểu điều đó mà. Vấn đề người lớn cũng hay ấy, hơi buồn á. Lâu lâu con không hỏi chú cũng buồn lắm luôn. Nữa. À, để xem con trai muốn cái sự thay đổi gì nha. Mong muốn là ví dụ như mẹ thì làm một người mẹ chồng thì bớt lớn tuổi thì nó bớt cái tánh khó là chút cho dâu nó đỡ cực cái gì đỡ phiền trong gia đình. Giờ anh thì muốn hiểu cái tánh của mẹ chút, chiều mẹ hơn chút nữa để không có mất lòng giữa mẹ chồng với nàng dâu. Con trai nói vậy đó cô. Dạ. Cô thấy sao cô? Cô thì dễ dãi chứ không có khó, nhưng mà cô nói mong muốn con nó quan tâm chút vậy thôi chứ không có giận hờn gì á. Biết cái công chuyện nhiều mà. Dạ. Chị có mong muốn gì thay đổi ở mẹ chồng không? Cũng mong muốn mẹ quan tâm tới con cháu nhiều hơn, tại vì giữa cháu với bà nội cô không có được gần gũi không, tại vì bà nội hay lớn tiếng á, rồi cái tuổi này tuổi nó đang phát triển á cho nên nó hơi vướng. Mong muốn mẹ phải ngọt với cháu một chút. Cô cũng ngọt nhưng mà tại cái tính cô nói hơi lớn tiếng, mà mấy người lớn tiếng dễ hiểu à. Đúng rồi, lớn tiếng người dễ hiểu luôn à.
Phải nói là cái câu chuyện ngày hôm nay cũng là một bài học kinh nghiệm rất nhiều cái cặp mẹ chồng nàng dâu khác. Con hứa là con sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn, cho mẹ khỏe để mẹ sống lâu với tụi con. Mẹ cảm ơn con nhiều. Từ đây tới là mẹ không có khó khăn với mấy đứa cháu, con cái thì mẹ cũng dễ dãi thôi. Thì con quan tâm chút xíu với mẹ được rồi. Wow. Chắc qua 17 năm qua không phải là không quan tâm. Ngày hôm nay chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Và Quỳ Linh cũng nghĩ rằng là hai người rất là quan tâm với nhau đó. Trong lòng ai cũng thương ai hết mà. Dễ hiểu à. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Chúc cho cô và em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc nha. Quan tâm với nhau nhiều hơn. Dễ hiểu chút xíu. Ngoài phần quà của chương trình thì có phần quà của nhà tài trợ là thực phẩm chức năng. Sản phẩm dành cho cô là sản phẩm Natto Enzyme, ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là sản phẩm dành cho chị Natto Gen, giải độc gan. Dạ, cảm ơn cô và chị. Dạ. Thấy chưa? Con thấy không? Làm dâu 17 năm mà bây giờ trước mẹ chồng vẫn bối rối, vẫn vén váy này kia, vẫn rung này kia. Dạ. Còn nhiều cô dâu là